Vâng ạ, đồ gỗ Khảm Ốc trang trọng xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2022, tức ngày 19 tháng 3 năm Nhâm Dần. Cơ sở đồ gỗ Khảm Ốc trang trọng xin giới thiệu đến cô bác anh chị một tác phẩm vô cùng đẳng cấp. Hàng có 102, đó chính là chiếc đĩa gỗ chắc, gỗ đắt nhất, VIP nhất thị trường hiện nay ạ. Khảm chất liệu, nguyên liệu ốc đỏ, vàng chanh, xanh, hoa lý. Chiếc đĩa gỗ chắc có kích thước đường kính là 37 cm, chiều cao cả chân đế là 48,5 cm, độ dày của đĩa là 3,8 cm. Chiếc đĩa được tiện thủ công, hình tròn, mặt nguyệt, và được khảm 100% là ốc nhập khẩu từ Singapore, ốc đỏ, ốc đắt nhất, VIP nhất thị trường hiện nay. Sản phẩm được nghệ nhân chế tác, cắt ghép, sen lọng rất kỳ công, công phu, tỉ mỉ. Được cơ sở đồ gỗ Khảm Ốc trang trọng có địa chỉ tại làng nghề khảm chai truyền thống, đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa duy nhất tại Việt Nam. Được sản xuất xong đầu năm 2022. Quý khách, cô bác anh chị nào yêu thích thì hãy liên hệ ngay với nghệ nhân qua số điện thoại 034 22 22 399 để được tư vấn miễn phí cụ thể hơn ạ. Các chữ Hán trên đĩa được nghệ nhân cắt ghép rất chuẩn xác và có ý nghĩa như sau: đọc từ phải qua trái, đó chính là các chữ Hòa Tường Quý Phú, Trần Điểu Hoa Canh, Trấn Mỹ Văn Dần, Vẽ Cảnh Niên. Nghĩa dịch nghĩa xuôi tiếng Việt là điềm lành giàu sang. Bức tranh hoa cảnh được vẽ vào năm Nhâm Dần, tác giả là Trần Chấn. Một chiếc đĩa gỗ chắc cực đắt và được khảm ốc nhập khẩu dùng làm quà tặng, quà biếu thì vô cùng đẳng cấp, có 102. Sản phẩm bày trang trí trên bàn làm việc hay phòng khách của gia chủ thì luôn mang lại những sắc thái tươi vui, sảng khoái, may mắn, hạnh phúc